tổng hợp 3.000 cây thuốc đông y, tập 134, 1, Sài Hồ Nam, Sài Hồ Nam. Đa quả các, tên khoa học Polycarpe Arrhenia, Lao. Gagen. Polia Arrhenia Lao, thuộc họ Cẩm Chướng, Cariofian. Mô tả, cây thảo cứng, thành búi rộng, có các nhánh trải ra hay đứng thẳng, phình ở các mấu, dài 10 đến 40 cm. Lá ở thân, hình dải, nhẵn hay hơi có lông mềm, có mũi nhọn cứng do một lông mi cứng lục. Cụm hoa hai ngã. Rộng, ở ngọn các nhánh và nhánh nhỏ, dày đặc, tạo thành ngù ở ngọn không lẫn với các lá, hoa trắng, xám, cao 3 đến 5 cm. Quả nang dài 3 mm, có 3 vang. Hạt 6 đến 7, hình thận, rộng bằng dài, với một rãnh trên mép lồi. Bộ phận dùng, rễ, radix polycapae arenari Nơi sống và thu hái, loài của Trung và Nam Việt Nam trên các đồi cát, thường là ở ven biển. Công dụng, rễ hóa gỗ, ít phân nhánh. Được dùng làm thuốc hại nhiệt và trị mồ hôi trộm. 2. Sài núi, sài núi, sơn cúc núi, tên khoa học Wedelia walichilet, thuộc họ cúc, Asere. Mô tả, cây thảo mọc đứng, thân, lá nhám hay có lông phúng. Lá mọc đối, phiến xoan thon, dài cỡ 7cm, gần có gốc 3, gân phụ 3 đến 4 cặp, mép có răng to, thưa, cuốn lá 6 đến 8 mm. Hoa đầu cao 1 cm, lá bắt thun, có lông, hoa phía ngoài xếp một hàng là hoa cái màu vàng, các hoa khác lưỡng tính. Quả bế xoan. Dẹp hay có ba cạnh. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Wedelai Walichi. Nơi sống và thu hái, loài của Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Ở nước ta, cây mọc ven rừng và ở các đồn điền cà phê tính vị, tác dụng, vị ngọt, tính ấm, có ít độc, có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, tán ứ, trừ thấp, tiêu thủng, giảm đau. Công dụng, ở Vân Nam, Trung Quốc, người ta dùng cây để chữa bầm huyết. Sản hậu lưu huyết, nhọc cổ tử cung, bế kinh, thần kinh suy nhược. Còn ở Quảng Tây, cây được dùng trị gãy xương, đòn ngã tổn thương, viêm tuyến vú. 3. Xã Java, xã Java, tên khoa học Kimbopon Nadu, L. Rendo, C. winterinu giao ít, thuộc họ lúa, hoa C. Mô tả, cây thảo sống dai, mọc thành bụi, có thân mọc thẳng, cao 0,8 đến 1,5 mét. Lá phẳng, hình dãi, rất dài, có mép sắc. chùy hoa gồm nhiều chùm mọc đứng. Bộ phận dùng, lá và thân rễ, folium erythrioma simpoponati. Nơi sống và thu hái, loài của các nước Đông Dương, Ấn Độ. Indonesia Trung Quốc. Cũng được trồng ở nhiều nơi, Java, Đài Loan, Guatemala, riêng Madagascar, Thái Lan. Ta cũng có nhập trồng một thứ có nguồn gốc ở Java có năng suất hàng năm là 100 lít tinh dầu mỗi hecta. Thành phần hóa học, tinh dầu xả này có từ 20 đến 40% geranium và citrullen, 40 đến 60% lên. Tính vị, tác dụng, vị cây, mùi thơm, tính ấm, lá có tác dụng trừ ho, thân rễ có tác dụng lợi tiểu. Hạ sốt, điều kinh, trợ đẻ. Công dụng, ở Campuchia, lá xả Java phối hợp với các vị thuốc khác để điều trị bệnh ho và làm thuốc sông. Rễ cây lợi tiểu và hạ nhiệt cũng được dùng làm các chế phẩm để điều trị bệnh ho, đau gan và sốt rét. Lá có khi được hãm làm thuốc uống lợi tiêu hóa được dùng sau các bữa ăn. Ở Thái Lan, thân rễ dùng trị bạch đới, thân rễ và chồi lá dùng diệt mũi. Ở Vân Nam, Trung Quốc, cây được dùng làm thuốc khử trùng, dùng trong các loại thuốc trị dung. 4. Xả lam, xả lam, cỏ đít, cỏ thúi, tên khoa học Kimbopon Casius, Nét, Stab. Thuộc họ lúa, hoa C. Mô tả, cây thảo có thân cao 0,3 tới 1 mét, thường phân nhánh, với các nhánh xếp thành bó. Lá tương đối nhỏ, dài 8 đến 20 cm, rộng 2 đến 6 mm, màu mốc mốc, mỏng có mép ráp cao 2 đến 3 mm. Chùy hoa hình, giải, thun, trải ra, màu mốc mốc hay màu cỏ khô khi chín, dài 10 đến 20 cm. Bộ phận dùng, lá và thân, Folium eucalyptus simbopon Nơi sống và thu hái, loài của các nước Đông Dương, mọc hoang ở rừng thưa Quảng Trị, Ninh Thuận. Cây được trồng nhiều. Thành phần hóa học, lá chứa nhiều tinh dầu các bông nhỏ cũng chứa tinh dầu nên có mùi rất thơm. Công dụng, cũng được dùng làm cây hương liệu và làm thuốc như xả chanh. Ở Quảng Châu, Trung Quốc, toàn cây được dùng chữa bệnh liệt dương. Năm Sâm, Sâm, Sâm Ngọt, tên khoa học Memsilon Edunroch. M. -Bum, thuộc họ mua Melatoma. Mô tả, cây nhở hay cây gỗ nhỏ nhẵn, cao cỡ 10 mét. Nhánh tròn. Lá có cuốn, hình trái xoan, bầu dục, có gốc hay gần tròn ở gốc, nhọn tù hay có mũi nhọn ở chóp, dài 3 đến 5 cm, rộng 1,5 đến 6 cm, dài, có gân giữa nổi rõ, cuống lá dài 0,5 đến 3 cm. Hoa trắng, hồng, xanh lơ hay tím. Thành sim dạng tán ở nách lá, dài 1 đến 2,5 cm. Quả hình cầu, đường kính 7 đến 8 mm, mang đài hoa tồn tại và thắt lại ở gốc của đài. Bộ phận dùng vỏ thân, lá, có têc efolium memsili edulis. Nơi sống và thu hái loài của phân vùng Ấn Độ, Malaysia, thường gặp trên đất hơi ẩm vùng rừng núi đồng bằng nước ta. Tính vị, tác dụng lá có vị chát và đắng, có tác dụng tiêu độc. Công dụng, chỉ định và phối hợp quả sầm ăn được. Ở Ấn Độ, người ta đã sử dụng lá sắc uống trị bệnh lậu và bệnh bạch đới còn dùng lá chế loại thuốc sức rửa mắt để trị viêm kết mạc, vỏ cây dùng sắc nước uống trị rối loạn kinh nguyệt. ở campuchia, các lá non dùng đắp trị, nước sắc lá, hoa và quả dùng ngoài trị bệnh nấm. ta thường dùng vỏ thân và lá, vỏ dùng chữa sốt, sốt rét, lá dùng chữa rắn cắn và chữa đau mắt. đơn thuốc: một sốt, sốt rét, vỏ cây sầm phơi khô 6 12 gam sắc uống, 2 rắn cắn lá sầm tươi giả thêm nước gạn uống lấy bã đắp ba a à, u mắt lá khô hãm lấy nước dùng rửa 6. sam biển sam biển cây dầu dầu cỏ tam khôi tên khoa học trianthem portulac l thuộc họ sam biển iowa mô tả cây mập rất nhẵn nhỏ hoặc mọc bò dài và đâm rễ ở các mấu lá mọc đối không cúng ông thân dày gần như hình trụ hoặc hình trái xoan ngược ngọn giáo dài đến 4 cm tù ở đỉnh, màu, xanh hay tía, một lớn một nhỏ ở mỗi cặp. Hoa mộc đơn độc như là chôn trong nách cuốn lá. Không cuốn, màu hồng nhạt hay trắng lục, có 10 đến 20 nhị, một vòi. Quả nang, hình trái xoan thun, nứt ngang về phía gốc. Hạt hình thận mắt chim, đường kính cỡ 1 mm, hơi có vạch. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba trianthem portula. Nơi sống và thu hái, loài của các nước nhiệt đới châu Á, châu đại dương. Ở nước ta, cây mọc phổ biến trong các cồn cát, dọc đường đi, ruộng, rẫy nhất là ở vùng ven biển. Thành phần hóa học, cây chứa saponin và các ankalo punaruvin, 0,01% ở phần cây khô trên mặt đất và tri ăn thêm. Tính vị, tác dụng, lá có tác dụng lợi tiểu. Rễ có vị đắng, gây viêm chảy, làm sổ thai. Công dụng, cây dùng ăn tươi hay nấu chín, nhất là trong mùa nóng như là loại rau giải nhiệt người ta cũng dùng cây chế bột làm thuốc sổ nhẹ. Ở Ấn Độ, lá của thứ trắng dùng trị thùy thủng và phụ do những nguyên nhân khác nhau. Trong trường hợp cổ trướng do gan, viêm màng bụng, thận. Rễ giả ra bột dùng trị mất kinh. 7. Sâm bố chính, sâm bố chính, bố chính sâm, thổ hào sâm, tên khoa học Abemoth sagittifuli, cui, me. Hibiscus sagittifu. Thuộc họ bông, Manvasia, mô tả, cây thảo cao 0,3 đến 1 mét. Rễ mập thành củ to bằng ngón tay cái màu vàng nhạt. Lá mọc so le, có cuốn dài. Lá ở góc hình bầu dục không xẻ, lá giữa và lá ngọn sẽ năm thùy hình giải, cuốn lá ngắn hơn phiến, có lông. Hoa màu hồng hay nâu đỏ. Có pha ít màu vàng, mọc riêng lẻ ở nách lá. Quả hình trứng nhọn, có năm mảnh vỏ phủ lông ở cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Hạt hình thận, màu nâu cây ra hoa vào tháng 6 đến tháng 7, bộ phận dùng, rễ, lá, Radix folium Abemosis Sagittifio. Nơi sống và thu hái, loài cây của Nam Trung Quốc và các nước Đông Dương, mọc hoang và cũng được trồng làm thuốc. Thu hái rễ vào mùa thu đông, ngâm nước vo gạo. Đồ chín rồi phơi khô. Tính vị, tác dụng, vị ngọt nhạt, có chất nhầy, tính bình, có tác dụng bổ mát, nhuận phế, dưỡng tâm, sinh tân dịch so với gạo thì tính ấm bổ tỳ vị, giúp tiêu hóa, thêm mạnh sức. Ở Trung Quốc, người ta xem rễ, lá như có tác dụng tư âm thanh nhiệt, bài nung bạc độc. Công dụng, trước đây, hải thượng lãng ông dùng rễ sâm bố chính phối hợp với các thuốc khác để chữa bệnh ho. Sốt nóng, gầy mòn. Hiện nay, nhiều người dùng nó làm thuốc bổ, thông tiểu tiện, điều kinh, chữa được bệnh sốt, bệnh phổi và bạch đới. Dùng ngoài lấy lá và hoa sát chữa ghẻ ngứa. Ở Trung Quốc, rễ và lá dùng chữa lao phổi, ho do phổi khô, sản hậu tiện bí, thần kinh suy nhược, mụn nhọt sưng lở. Ngày dùng 6 đến 12 gam sắc uống, ngâm rượu hoặc tán bột uống, đơn thuốc, 1. Bổ khí huyết, sâm bố 9 30 gam, hồi dầu 12 gam, hoài sơn, đương quy, ý dĩ sao, đều 15 gam, sấy khô, tán bột làm viên với mật ong hay mạch nha, uống mỗi ngày 15 đến 20 gam, hai, Người suy nhược gầy yếu, khô khát, táo bón, đái sóng, sâm bố chín nấu thành cao, hòa với sữa người hay cao ban lông uống, ba, bạch đới, rễ sâm bố chín giả nhỏ và nấu với gạo nếp ăn. 8. Sâm cau, sâm cau, ngải cau, cổ nóc lan, tên khoa khoa học Cuculigo Ochioiga ơn, thuộc họ tỏi voi lùng, Hippocida. Mô tả, cây thảo sống lâu năm cao 30cm hay hơn. Lá 3 đến 6, hình mũi mát xếp nếp tự như lá cau, phiến thon hẹp, dài đến 40cm, rộng 2-3,5cm, cuốn dài 10cm. Thân rễ hình trụ cao, dạng củ to bằng ngón tay út, có rễ phụ nhỏ, vỏ thô màu nâu, trong nạc màu vàng ngà. Hoa màu vàng xếp 3-5 cái thành cùng. Trên một trục ngắn nằm trong những lá bắt lập lên nhau. Quả nang thun dài 1,5cm, chứa 1-4 hạt. Hoa mùa hè thu. Bộ phận dùng thân rễ, Rijoma cuculin, thường gọi là tiên mau, nơi sống và thu hái, cây của vùng Ấn Độ, Malaysia, có ở Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Đông Dương. Cây mọc hoang trên các đồi có ven rừng núi nhiều nơi ở miền Bắc. Ở vùng đồi núi Lan Bi An cũng có gặp. Đào củ về, rửa sạch, ngâm nước vo gạo để khử độc rồi phơi khô. Thành phần hóa học, trong thân rễ có năm Bảy điêm thô xâm sinh 30 l silopiron 4 4-0G-glicopyran. Tính vị, tác dụng, vị cay, tính ấm, hơi có độc, có tác dụng bổ thận tráng dương, ôn trung táo thấp, tán ứ trừ tê, tráng gân cốt. Công dụng, thường được dùng chữa, nằm giới tinh lạnh, liệt dương, phụ nữ đái đục. Bạch đới, người già đái sóng lạnh dạ, thần kinh suy nhược, phong thấp, lưng gối lạnh đau, vận động khó khăn ngày dùng 6 đến 12 gram phối hợp với các vị khác dạng thuốc sắc hay ngâm rượu. Ở Ấn Độ, người ta xem cây này có tính chất nhầy dịu, lợi tiểu, bổ, kích dục, được dùng chữa trị vàng da, hen suyễn, ỉ chảy, lậu. Dùng ngoài giả đắp chữa ngứa và bệnh ngoài da, đơn thuốc. Một chữa nam giới tinh lạnh, liệt dương, phụ nữ tử cung lạnh, sâm cao 6 gram, thuộc địa, ba kích, phá cố chỉ, hồ đào nhục mỗi vị 8 gram hồi hương 4 gam sắc uống, 2, chữa phong thấp, lưng lạnh đau, thần kinh suy nhược, sâm cau 50 g ngâm trong 150 ml rượu trắng trong vòng 7 ngày, dùng uống hàng ngày trước hai bữa ăn chính. 9, sam đá, sam đá, tài đá, thổ yên hoa, tên khoa học Pelionia ripens, lao. Me. Polychoro ripens lao, thuộc họ gai, utica. Mô tả, cây thảo nhỏ mọc bò trên đá hay cây mục, bám rễ ở các máu lá hình trái xoan nhọn, gốc hình tim lệch, chóp nhọn, mặt dưới nhẵn hay hơi có lông, mép nguyên hay có răng, gần gốc bốn, cúng lá có lông, lá kèm dạng vẫy, tồn tại lâu. Cụm hoa ở nách lá, hoa được xếp thành sim thưa. Hoa cái xếp thành sim dày đặc. Ra hoa tháng 6 đến tháng 8. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Pelionia Ripentic. Nơi sống và thu hái, loài phân bố ở Nam Trung Quốc và các nước Đông Dương ở nước ta, cây mọc hoang trên đá, trong rừng ẩm nhiều nơi vùng núi thấp. Cũng có khi được trồng làm cảnh. Thu hái cây quanh năm, rửa sạch, đồ, dùng tươi hay phơi khô dùng dần, tính vị, tác dụng, vị đắng. Hơi chát, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp. Công dụng, thường được dùng chữa viêm gan cấp tính, thần kinh suy nhược, viêm da dị ứng, loét chi dưới, đinh nhọt, ung thủng. Dùng 16 đến 24 gram cây khô hoặc 30 đến 60 gram cây tươi sắc uống. Dùng ngoài, lấy cây tươi giả nát trịch đắp và nấu nước rửa. 10. Sam đá bò, sam đá bò, phu lệ có rễ, tên khoa học Pelionia radicum, sai. Edu. Quét, thuộc họ gai, Utica. Mô tả, cây thảo bò, dài 25 cm và đâm rễ tận gần ngọn. Thân mảnh có lông lúng phúng. Lá có phiến thon, không cân đối chóp nhọn, mép có răng thưa, dài 1,4 đến 4,5, 8,5 cm, rộng 0,7 đến 2 cm, cuống dài 2 đến 3 mm, lá kèm dễ rụng. Cụm hoa ở nách lá, các cụm được xếp thành sim dày đặc. Các cụm cái lõm chẩm lông. Quả bế hình trứng cao 1 mm, có cạnh, xù xì. Ra hoa quả vào mùa hè. Bộ phận dùng, toàn cây và rễ, Heba et Pelionia Radicansi nơi sống và thu hái loài phân bố ở nhật bản trung quốc và việt nam ở nước ta cây mọc nhiều ở rừng tam đảo ba vì và đà lạt có thể thu hái cây và rễ vào mùa xuân mùa thu dùng tươi hay phơi khô tính vị tác dụng vị cây đắng tính ấm có tác dụng khư ứ tiêu thủng giải độc chỉ thống công dụng ở trung quốc người ta dùng toàn cây trị đòn ngã tổn thương máu ứ bầm tím đau răng và rắn độc cắn để dùng trị bệnh ghẻ